quý vị và các bạn. Đây là thời lượng dành cho chương trình Cùng Toàn Dân Phòng Cháy Nổ ngày 14 tháng 12 trên VTC14. Trong chuyên mục Khu Dân Cư An Toàn là ghi nhận của các phóng viên Mai Hoa, Mạnh Cường về những khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy tại làng nghề truyền thống Hà Tĩnh. Còn trong tiểu mục Điều Cần Biết, chương trình sẽ đưa ra những khuyến cáo cụ thể chủ động phòng ngừa cháy nổ tại khu dân cư thời điểm cuối năm. Trước khi đến với hai tiểu mục này, chúng ta sẽ bắt đầu với tiểu mục Cháy nổ 24 giờ. Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 12, trên địa bàn phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ cháy lớn tại siêu thị điện máy Media, rộng khoảng 400m². Thời điểm xảy ra vụ việc, có một bảo vệ ngủ ở bên ngoài và bên trong không có người. Khoảng 0 giờ 45 phút, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại siêu thị điện máy Media thuộc khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 9 có mặt tại hiện trường, phá cửa cuốn triển khai dập lửa. Do chứa các sản phẩm trưng bày có nhiều thiết bị điện tử nên ngọn lửa lan rộng kèm theo tiếng nổ lớn. Đến khoảng 3 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn khiến phần lớn các thiết bị bên trong bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Liên quan vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại công ty công nghệ Silicon Vĩnh Phú nằm ở khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, tỉnh Long An, ngày 14 tháng 12, Công an huyện Đức Hòa cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện một bộ xương cháy đen nghi là của nạn nhân mất tích trong vụ việc. Trước đó khoảng 8 giờ của ngày 10 tháng 12, tại công ty công nghệ Silicon Vĩnh Phú và công ty dầu nhờn BP Oil nằm trong khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy khiến hơn 5.000m² nhà xưởng của hai công ty đổ sập hoàn toàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, có 15 công nhân đang làm việc. Đám cháy xảy ra bất ngờ khiến 6 công nhân bị bỏng. Một nam công nhân 53 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang, mất tích. Một vụ nổ bếp ga mini nghiêm trọng vừa xảy ra tại trường Trung học cơ sở Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Vụ việc khiến chủ canteen cùng 10 học sinh bị bỏng. Theo đó, vụ nổ xảy ra vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 13 tháng 12 tại canteen trường Trung học cơ sở Mỹ An Hưng B. Vào thời điểm trên, ông Ngô Đức Trung, 42 tuổi, chủ canteen, đang nấu mì để bán cho học sinh, bất ngờ bếp ga mini phát nổ. Vụ nổ khiến ông Trung bị bỏng cánh tay phải và mặt phải. 10 em học sinh đứng gần có dấu hiệu bị bỏng nhiều nơi, chủ yếu do nước sôi và lửa gây ra. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo trường cùng giáo viên đã đưa 10 học sinh đến trạm y tế của xã để sơ cứu. Qua thăm khám có 6 học sinh không ảnh hưởng đến sức khỏe nên trạm y tế cho về. 4 học sinh còn lại bị bỏng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp điều trị. Hiện sức khỏe 4 em học sinh đã ổn định. Thưa quý vị và các bạn, các làng nghề truyền thống tại Hà Tĩnh chủ yếu là các hộ sản xuất nhỏ lẻ, mang tính chất gia đình, nằm xen lẫn trong khu dân cư. Nhiều cơ sở sản xuất được xây dựng từ lâu đời, không có hệ thống chữa cháy và thoát hiểm. Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là vào dịp cuối năm, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, tuyên truyền nhắc nhở các hộ sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình tại làng nghề Thái Yên. Đây là làng nghề sản xuất mộc lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh. Hàng ngày, mùn cưa, vỏ bào, củi vụn, các loại hóa chất sử dụng trong phun sơn như xăng, cồn là những vật liệu rất dễ cháy được để ngổn ngang trong khu vực nhà xưởng. Chỉ một chút bất cẩn của người dân rất dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao. Dân cư ở cái mật độ rất là đông, nhà cửa xây dựng cũng sát nhau cho nên là cái việc khó khăn hiện nay đó là cái đường đi nó không được thoáng, được rộng như những cái nơi khác. Để khắc phục cái nội dung này thì vừa qua là xã cũng đã tập trung rồi có những cái biện pháp để giải phóng cái hành lang lòng lề đường, đặc biệt là các cái công trình xây dựng ảnh hưởng đến cái phòng chống cháy. Làng nghề mộc Thái Yên hình thành và phát triển hơn 300 năm. Đến nay, toàn xã Thanh Bình Thịnh có hơn 100 cơ sở sản xuất và gần 1.000 hộ sản xuất nhỏ lẻ tại các hộ gia đình. Gia đình anh Hảo sản xuất và kinh doanh đồ gỗ tại làng nghề hàng chục năm nay. Anh luôn nhắc nhở thợ tuyệt đối không được hút thuốc lá trong khu vực sản xuất. Sau mỗi buổi làm việc, đều quét dọn, thu gom các vật liệu dễ cháy gọn gàng, đồng thời ngắt toàn bộ hệ thống điện trong nhà xưởng. Trước đấy thì công tác phòng cháy chữa cháy thì rất chỉ là khó khăn, phức tạp. Nhưng mà như trở lại đây mấy năm gần đây thì hầu như năm nào cũng được các cái cán bộ chiến sĩ
và biến chỗ quản lý xã là thường hàng năm là được huấn luyện và tập huấn thường xuyên, nên cái việc phòng cháy chữa cháy là rất quan tâm. Và đặc biệt là doanh nghiệp là năm nào cũng phải cho cả cái công nhân đi 2 đến 3 người. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khu vực làng nghề, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện, xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền hướng dẫn các hộ gia đình phương án phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Nhiều cái cơ sở là liên quan đến phòng cháy thì theo quy định của pháp luật hiện nay thì nó không đảm bảo, nhưng mà vì là lịch sử hình thành từ lâu đời, có trước luật và cuộc sống sinh hoạt cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân thì đến nay là chưa đủ điều kiện để đáp ứng. Thì vấn đề này thì chúng tôi đã tập hợp lại và sẽ có cái kiến nghị lên cấp trên để có cái giải pháp trong cái thời gian tới. Nhận thức rõ việc khắc phục những khó khăn, bất cập trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy làng nghề, chính quyền địa phương đã quy hoạch, xây dựng cụm công nghiệp sản xuất tập trung, tuyên truyền vận động các chủ cơ sở sản xuất nhỏ lẻ di rời ra khỏi khu dân cư. Xã đã có cái đầu tư trang thiết bị về công tác phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở, cũng như là tuyên truyền vận động các cơ sở là thứ nhất là cam kết về thực hiện công tác phòng cháy và trang bị đầy đủ các cái phòng cháy chữa cháy, cũng đã có cái sơ đồ để rồi giao trách nhiệm cho các cái tổ đội xung kích trong công tác phòng cháy chữa cháy, nắm rõ được cái sơ đồ địa bàn địa hình để rồi thực hiện các cái nội dung liên quan đến khi có cái sự cố cháy xảy ra. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng sự chủ động của các lực lượng chức năng cùng với ý thức tự giác, không chủ quan với giặc lửa của các chủ cơ sở sản xuất, người lao động là những yếu tố quan trọng hạn chế nguy cơ cháy nổ, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân làng nghề. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ do người dân tích trữ hàng hóa, đồ đạc hay các hoạt động sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh. Việc chủ động phòng ngừa cháy nổ, đảm bảo an toàn tại khu dân cư là hết sức cần thiết. Trong tiểu mục Điều cần biết ngày hôm nay, chuyên gia phòng cháy chữa cháy của chương trình sẽ đưa ra những khuyến cáo cụ thể để người dân chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu. Không dự trữ xăng, dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt, tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. Ô tô, xe máy, các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. Thiết bị chứa dẫn xăng dầu phải kín. Không để ô tô trong nhà ở, phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí độc khi nổ máy. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường trần, vách ngăn hạn chế cháy lan. Không sạc điện thoại, thiết bị tiêu thụ điện ban đêm. Phải lắp đặt thiết bị tự ngắt cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn. Không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, dây dẫn, ổ cắm thiết bị sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người tàn tật, người tâm thần sử dụng các thiết bị điện. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên bàn thờ phải băng vật liệu không cháy. Đèn hương, nến phải đặt chắc chắn các vật liệu không cháy, cách xa vật liệu dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Chỉ đốt đèn, nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi. Khi đốt vàng mã, phải trông coi có che chắn chống cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa, gây cháy lan. Trước khi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Chương trình Cùng Toàn Dân Phòng Cháy Nổ ngày 14 tháng 12 xin được kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PVGas và Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn BSA đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 21 giờ ngày mai trên VTC14.